các thành viên của Danny Nguyễn Couture. Đây là một tổ chức biểu diễn thời trang rất là nổi tiếng tại Houston và nhiều nơi ở trên Hoa Kỳ. Họ đã mang những chiếc áo dài tuyệt đẹp và qua nhiều màu sắc khác nhau, và những người mẫu vừa là những người Việt Nam, những người Mỹ bản xứ, tất cả mọi người đều hãnh diện trong chiếc áo dài thuần túy của dân tộc Việt Nam chúng ta.